tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng vừa đủ, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng ban mai tỏa ngã thương cho đời không phải sắc, đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tỏa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng vừa đủ, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương nhớ vòng tay ấm hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tỏa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương nhớ vòng tay ấm hẹn ngày về khi dịch bệnh. Mấy hôm nữa mẹ sẽ về. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tỉnh Thanh Hóa tăng cường quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 trên địa bàn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các hành vi không đeo khẩu trang, không sát khuẩn, không giữ khoảng cách, không khai báo y tế, người dân sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 2069, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn gửi Ban Cán sự
Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nêu rõ: trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và toàn dân, tỉnh ta đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19 và tỷ lệ người bị tử vong thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, gần đây, số ca bệnh mới và số bệnh nhân trở nặng có xu hướng tăng, chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước và cả tỉnh đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu: 1. Đồng chí Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, ra soát lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 5525 ngày 1 tháng 12 năm 2021, trong đó làm rõ tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ nếu có đối với từng người, gửi về Sở Y tế trước ngày 15 tháng 1 năm 2022 để tổng hợp, theo dõi, quản lý theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công điện số 04 ngày 22 tháng 12 năm 2021 và công văn số 512 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tổ chức tiêm vét vaccine, thành lập các tổ tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao để thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để sót đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ, trừ trường hợp chống chỉ định, đặc biệt những người không di chuyển được. Thường xuyên theo dõi sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ cao, tăng cường xét nghiệm tầm soát đối với người thuộc nhóm nguy cơ cao. Nếu phát hiện mắc COVID-19, phải khẩn trương thực hiện cách ly, xử lý và điều trị ngay theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, kịp thời chuyển tuyến lên bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để chăm sóc, điều trị tích cực đối với trường hợp bệnh nhân chuyển nặng, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người bệnh. 2. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế cung cấp, phân bổ kịp thời đầy đủ vaccine phòng COVID-19 cho các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện tiêm chủng theo đúng tiến độ, hướng dẫn quản lý chăm sóc người bệnh nền, người có nguy cơ cao, kịp thời cập nhật, hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, trang thiết bị, thuốc, oxy, phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, bảo đảm kịp thời đúng quy định và phải có cơ số dự phòng phù hợp cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu. Khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 của tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15 tháng 1 năm 2021. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham vấn lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân về triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp và đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn. Tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 124 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định cụ thể hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu vi phạm một trong các hành vi gồm không đeo khẩu trang, không sát khuẩn, không giữ khoảng cách, không khai báo y tế và các biện pháp khác, người dân sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, liên quan đến vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch, theo Nghị định 117 của Chính phủ, người thực hiện một trong các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Che giấu tình trạng bệnh của mình
hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch, không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch, không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Thưa quý vị và các bạn, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bài bản của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được kiểm soát tốt. Các ổ dịch cơ bản được phát hiện sớm, khoanh vùng, khống chế, không để lây lan ra diện rộng. Theo thống kê, tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, Thanh Hóa ghi nhận 5.365 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn, 3.099 người điều trị khỏi được ra viện, 13 bệnh nhân tử vong. Tỉnh đã triển khai phương án thu dung điều trị người bệnh ở tất cả các tuyến theo mô hình tháp 3 tầng, tuyến tỉnh điều trị bệnh nhân nặng, tuyến huyện điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, thực hiện đa dạng linh hoạt các hoạt động cách ly bao gồm các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến cơ sở, cách ly tại nhà, cách ly tại nơi làm việc theo quy định. Thiết lập hệ thống 18 cơ sở và 26 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập với năng lực 11.000 mẫu đơn trên một ngày và có thể tăng lên gấp đôi khi cần thiết. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 với năng lực tiêm tối thiểu 75.450 mũi tiêm trên một ngày và có thể nâng lên gấp đôi, gấp ba khi được cung ứng nhiều vaccine. Thanh Hóa là địa phương có tỷ lệ người dân bị nhiễm COVID-19 0,14% và tỷ lệ người nhiễm bị tử vong 0,24%, thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước, được đánh giá là một điểm sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu kép, nhất là khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát nhiều tỉnh, thành phố bị tổn thất nặng nề. Nhưng Thanh Hóa vẫn giữ vững trận tuyến phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển và bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Một trong những yếu tố quan trọng giữ vững trận tuyến phòng chống dịch, đó là Thanh Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đã dự báo đánh giá sát đúng tình hình, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, tổng thể, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các phương án, giải pháp, biện pháp phù hợp với từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch. Các cấp, các ngành, các địa phương đã nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý các tình huống liên quan đến dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ của người dân trước nguy cơ dịch bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, là trước hết, gắn với việc thực hiện mục tiêu kép, chiến lược 5K, cộng vaccine, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng đề cao ý thức người dân, cộng các biện pháp cần thiết khác, và phương châm 2 chống 3 xây, sự phòng tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Thành công trong công tác phòng chống dịch tại Thanh Hóa là thành công trong công tác bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thành công đó là của tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, của ý đảng, lòng dân. Tuy nhiên, đây mới là những kết quả bước đầu. Bởi hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây và liên quan đến người trở về từ vùng dịch, khiến cho công tác truy vết dịch tễ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số cấp ủy chính quyền đơn vị vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, chưa thực hiện tốt công tác quản lý người từ vùng dịch trở về địa phương. Công tác truy vết cách ly có nơi còn lỏng lẻo để dịch bệnh xâm nhập, lây lan, ngấm sâu trong cộng đồng tại một số địa phương. Công tác tham mưu của ngành y tế từ tỉnh đến cơ sở và năng lực tác nghiệp trong phòng chống dịch có thời điểm, có việc chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều địa phương chưa bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác phòng chống dịch. Tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của cấp trên còn lớn. Một bộ phận người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch không nghiêm, vẫn còn trường hợp đi từ vùng dịch về không khai báo y tế, cách ly không đúng quy định, cá biệt có trường hợp trốn tránh tiêm vaccine.
nhìn lại để bước tiếp, từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong phòng chống dịch. Với mục tiêu tối thượng là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Công tác phòng chống dịch phải đi trước và cao hơn tình hình thực tế một bước, sẵn sàng triển khai các phương án kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, với tinh thần không chủ quan lơ là mất cảnh giác, coi trọng nhận diện từ xa, từ sớm, từ cơ sở để chỉ đạo triển khai các biện pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm từng địa phương an toàn để toàn tỉnh an toàn. Cùng với đó là ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, yếu tố quan trọng, hàng đầu quyết định sự thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn thông báo các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ngày 4 tháng 1 năm 2022 và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn như sau. Một lớn thông tin ca bệnh. Một, bệnh nhân Lê Thị Hiền, sinh năm 1993, địa chỉ tại tổ dân phố Sơn Hải, phường Ninh Hải. Lịch trình dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi làm một mình bằng xe máy, chưa ăn cơm tại công ty, không tiếp xúc gần với ai. Từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân nghỉ ở nhà. Ngày 3 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân xét nghiệm âm tính, sau đó lên nhà bố mẹ đẻ. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân xét nghiệm tại công ty và cho kết quả dương tính. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần: chồng Nguyễn Đình Đăng, con Nguyễn Hà Vi, con Nguyễn Bảo Anh, bố Lê Văn Hòe, mẹ Nguyễn Thị Hòa. 2. Bệnh nhân Đào Minh Trị, sinh năm 1960, địa chỉ tại tiểu khu 3, phường Hải Hòa. Lịch trình dịch tễ, ngày 2 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân cùng hai người là anh Đồng, anh Minh đi ăn sáng, đi ăn trưa. Sau đó bệnh nhân đưa hai người trên ra sân bay Thọ Xuân rồi về nhà. Chiều ngày 3 tháng 1 năm 2022, khoảng 14 giờ, bệnh nhân sang nhà con gái Đào Minh Tâm ở tiểu khu 2, phường Hải Hòa chơi. Tối ngày 3 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, khó chịu. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân ra trạm y tế Hải Hòa test nhanh và cho kết quả dương tính. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần: vợ Vũ Thị Hạnh, con Đào Minh Hậu, con Đào Minh Hải, cháu Lê Minh Hiền, hàng xóm Lê Xuân Quyết, Lê Văn Hưởng ở Tân Hòa, Hải Hòa. 3. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1983, địa chỉ tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa. Lịch trình dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi làm tóc tại quán cho khách. Chiều ngày 3 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân có biểu hiện sổ mũi, khó chịu trong người. Sáng ngày 4 tháng 1, bệnh nhân ra phòng khám đa khoa Thiên Đức test nhanh và cho kết quả dương tính. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần: con Bùi Ngọc Hà, con Bùi Hà Linh, con Bùi Đức Long. 4. Bệnh nhân Lê Thị Phúc, sinh năm 1986, địa chỉ tại tổ dân phố Hữu Lộc, phường Trúc Lâm. Lịch trình dịch tễ, hàng ngày đi làm tại công ty giày Anoja một mình bằng xe máy, khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, sau đó về thẳng nhà. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân có đi hấp tóc tại tiệm cắt tóc Nguyễn Thị Thúy tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa. Ngày 2 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân lên nhà bác Chiến chơi, tiếp xúc với 4 người trong gia đình. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại công ty và cho kết quả dương tính. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần: chồng Lý Quang Lâm, con Lý Thị Trang, con Lý Ngọc Tuyến, con Lý Hồng Quân, bác Lương Thị Chiến, cháu Lê Thanh Nhàn, cháu Lê Khánh Ngọc, cháu Lê Hồng Thu, làm cùng Lê Thị Hòa ở phường Hải Bình, Nguyễn Thị Hà ở phường Hải Bình, Đặng Thị Thêm ở phường Hải Thanh. 5. Bệnh nhân Lê Hồng Quý, sinh năm 1991, địa chỉ tại tổ dân phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân chuyên chở vật liệu xây dựng cho đại lý Hải Tình. Bệnh nhân đi giao hàng ở nhà Lê Thị Tình, Lê Văn Trung, nhà Quang, nhà Nam Liên, nhà Hoài Hiền, nhà Tri ở phường Hải Ninh và nhà Đại ở phường Hải An. Thời gian khác, bán hàng tại nhà cùng vợ tại shop bóng. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân có tiếp xúc với F0 Phạm Quốc Uy, địa chỉ tại phường Hải Châu. Ngày 4 tháng 1, bệnh nhân lên trạm y tế làm xét nghiệm, kết quả dương tính. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần:
mẹ Trần Thị Phượng, con Lê Trần, An Nhiên. 6. Bệnh nhân Trần Thị Kim Thành, sinh năm 1995, địa chỉ tại tổ dân phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân bán xốp, giày dép, xốp bóng, tại nhà không đi đâu khác. Ngày 1 tháng 1, bệnh nhân có tiếp xúc với F0 Phạm Quốc Uy tại phường Hải Châu. Ngày 4 tháng 1, bệnh nhân lên trạm y tế làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính. 7. Bệnh nhân Vũ Hữu Đáp, sinh năm 1972, địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Ninh, lịch trình dịch tễ. Ngày 23 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân có tiếp xúc với F0 Hoàng Thị Hương. Bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung tại khu cách ly Thành Còi. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân được Trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 8. Bệnh nhân Đỗ Văn Vương, sinh năm 1976, địa chỉ tại tổ dân phố Đoan Hùng, phường Hải Bình. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân là bố của F0 Đỗ Thị Linh, dương tính ngày 3 tháng 1. Bệnh nhân có bệnh nền và yếu nên chỉ ở trong nhà, không đi đâu. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân làm test nhanh và cho kết quả dương tính. Hiện tại, các trường hợp tiếp xúc gần là những người trong gia đình đã ghi nhận trước đó của F0 Đỗ Thị Linh. 9. Bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1966, địa chỉ tại tổ dân phố Liên Đình, phường Hải Bình. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân tiếp xúc cuối ngày 29 tháng 12 năm 2021 với F0 Nguyễn Văn Vui. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân ra trạm y tế khai báo và sau đó được về nhà cách ly tại nhà. Ngày 4 tháng 1, bệnh nhân làm test nhanh tại trạm y tế phường Hải Bình và cho kết quả dương tính. Hiện tại ghi nhận một trường hợp tiếp xúc gần là vợ Nguyễn Thị Lợi. 10. Bệnh nhân Phạm Thị Thành, sinh năm 1963, địa chỉ tại tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Bình. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân tiếp xúc lần cuối vào ngày 28 tháng 12 năm 2021 với F0 Hoàng Thị Thu. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân ra trạm y tế khai báo và được làm test nhanh cho kết quả âm tính lần 1, sau đó thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân được trạm y tế phường Hải Bình xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại không ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần. 11. Bệnh nhân Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1978, địa chỉ tại tổ dân phố Đoan Hùng, phường Hải Bình. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân là F0 của Đỗ Thị Linh, dương tính ngày 3 tháng 1. Bệnh nhân là công nhân công ty giày Anoja. Ngày 4 tháng 1, bệnh nhân test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, các trường hợp tiếp xúc gần là những người trong gia đình đã ghi nhận trước đó của F0 Đỗ Thị Linh. 12. Bệnh nhân Hoàng Thị Thảo Nguyên, sinh năm 2013, địa chỉ tại thôn Sơn Thượng, xã Thanh Sơn. Lịch trình dịch tễ, hàng ngày bệnh nhân đi học lớp 3C, trường tiểu học Thanh Sơn, tiếp xúc với F0 Lương Ngọc Ánh, dương tính ngày 3 tháng 1, sau đó về ở nhà không đi đâu. Ngày 30 tháng 12, bệnh nhân có học thêm ở trung tâm tiếng Anh. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần, ông nội Hoàng Khắc Lộc, bà Lê Thị Nhung, bố Hoàng Khắc Hùng, mẹ Nguyễn Thị Hà, chị Hoàng Thu Hằng, em Hoàng Khắc Minh. 13. Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngoan, sinh năm 1992, địa chỉ tại thôn Sơn Hạ, xã Thanh Sơn. Lịch trình dịch tễ, bệnh nhân là giáo viên dạy tại trung tâm ngoại ngữ tại xã Thanh Sơn. Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại trung tâm từ thứ 2 đến thứ 6, khung giờ 17 giờ đến 21 giờ, từ thứ 7 và chủ nhật dạy tại trung tâm cả ngày. Bệnh nhân dạy học tại trung tâm với tổng số lớp là 7 lớp, khoảng 120 học sinh. Quá trình dạy, bệnh nhân có đeo khẩu trang. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân cùng gia đình về quê ngoại tại xã Thăng Bình, Nông Cống. Có tiếp xúc với bố mẹ và em. 9 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân cùng gia đình đi ăn sáng tại quán bún ở thôn Sơn Thượng, không tiếp xúc gần với ai. Hiện tại ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần, bố đẻ Nguyễn Thế Bọc, mẹ đẻ Trần Thị Ngân, em Nguyễn Thị Giang, em Nguyễn Thế Giáp, chồng Hoàng Ích Tùng, con Hoàng Minh Trí. Hai lớn, các biện pháp đã triển khai. Sau khi nhận được thông tin có các trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn
Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ngành đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp quyết liệt cụ thể sau: chuyển bệnh nhân vào điều trị tại khu điều trị bệnh nhân F0, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, cơ sở 3 khu điều trị Hưng Sơn, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định, phun tiêu độc khử trùng các khu vực liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế, thông báo cho các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn biết và thực hiện rà soát, truy vết các đối tượng liên quan với các bệnh nhân. Ba lớn, các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo: 1. Yêu cầu tất cả các xã phường, cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp liên quan nếu có. 2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trọng tâm là thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong các khu cách ly tập trung và cách ly điều trị y tế, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, các khu cách ly phòng chống dịch trên địa bàn. 3. Hạn chế một số hoạt động theo từng cấp độ của dịch bệnh, quy định tại Nghị quyết số 128 NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 4399 QĐ-UBND ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 4. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ giám sát phòng chống dịch từ thị xã đến các xã phường, thôn bản, tổ dân phố, cụm dân cư, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp và nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. 5. Tiếp tục tăng cường truyền thông cho toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã biết để tự giác khai báo y tế tại trạm y tế các xã phường, phát giác báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân, tổ giám sát COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, ký thay chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Mai Sĩ Lân. Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, các hộ gia đình đang có người cách ly y tế tại nhà để phòng tránh dịch bệnh COVID-19 cần thực hiện tốt các nội dung sau: hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc, lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa nơi ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông thường hoặc dung dịch khử trùng, cung cấp suất ăn riêng cho người được cách ly, thông báo ngay cho nhân viên y tế tại cơ sở khi người được cách ly tự ý rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở, không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông người tại nơi ở, nơi lưu trú, giúp đỡ động viên, chia sẻ với những người được cách ly trong suốt thời gian cách ly. Đối với người được cách ly tại nhà phải tuân thủ những điều sau: chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định tại một phòng riêng. Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ vật, vật dụng trong phòng nơi cách ly. Tự đo thân nhiệt cơ thể ít nhất 2 lần trên một ngày, sáng và chiều, ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Hạn chế ra khỏi phòng riêng, tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác. Tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Hàng ngày, thông báo cho cán bộ y tế xã phường được phân công phụ trách theo dõi 2 lần, sáng, chiều, về kết quả đo thân nhiệt và tình hình sức khỏe của bản thân. Thông báo ngay cho họ khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở. Không được tự động ra khỏi nhà nơi lưu trú, không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình nơi lưu trú. Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Cao Văn Lâm, biên tập: Trung Hiếu, kỹ thuật sản xuất chương trình: Sĩ Thành, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.